Thưa quý vị, để công trường sa tạc hoạt động sầm sập bất kể ngày đêm, lễ Tết, ông trùm cát tặc này đã bố trí hàng chục người làm nhiệm vụ cảnh giới, thậm chí là bảo kê cho việc khai thác cát. Trong những ngày về xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân thu thập tư liệu cho tuyến bài này, chúng tôi ngạc nhiên với số lượng bảo kê cảnh giới dày đặc. Sáng ngày 16 tháng 2, chúng tôi vào một quán cà phê đối diện đường dẫn vào bãi cát của phụ nằm sát quốc lộ 55. Bên trong quán, ngoài phóng viên thì 9 người còn lại đang nằm võng hoặc ngồi uống nước đều là người cảnh giới cho phụ và nhóm khai thác cát gia công cho phụ. Một người dân ở xã Sơn Mỹ cho hay ông phụ có hàng chục đàn em, cứ trung bình một máy cày hút cát thì có 2 người làm nhiệm vụ cảnh giới. Cùng với quán cà phê trước đường dẫn vào bãi thì tất cả các con đường dân sinh khác trong khu vực đều có người canh, giám sát. Chỉ cần có bóng dáng của công an hay nghi ngờ phóng viên nhà báo xuất hiện là những người khai thác cát trong công trường lập tức tẩu tán máy móc, chạy trốn mất hút. Sáng ngày 18 tháng 2, trong vai người đi qua YouTube, chúng tôi đi xuyên qua một loạt vườn tràm, khoai mì để đến con đường dẫn vào công trường sa tạc ở xã Sơn Mỹ. Qua khỏi đường điện cao thế chạy ngang một vườn tràm lớn dẫn đến con đường chở cát từ các hầm về bãi chứa, chúng tôi bị 4 người đàn ông tầm 30 đến 40 tuổi áp sát. Người cầm đầu nhóm này tên Kết chất vấn sự có mặt của chúng tôi ở đây. Cùng lúc, 2 người còn lại kẹp hai bên kiểm tra điện thoại xem có đúng là quay YouTube trải nghiệm hay không. Khi không còn nghi ngờ, Kết lấy xe máy chở phóng viên ra khỏi công trường cát tặc, rồi giăng võng nằm ngay trước đường ra vào khu vực khai thác cát của ông phụ. Sáng ngày 19 tháng 2, sau khi ghi hình một loạt xe ben chở cát từ công trường cát tặc của phụ ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, về xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, trong vai người đi mua đất, chúng tôi đến mảnh vườn của một người dân nằm khuất bên trong quốc lộ 55, cách công trường của phụ khoảng 500m để tiếp tục ghi hình. Khi vừa chuẩn bị máy quay thì người đàn ông này lao đến. Người này tên Bi, là một trong số những người đem máy cày đến công trường sa tạc, đào và hút cát gia công cho phụ. Tiếp cận phóng viên, Bi hăm dọa và đòi lấy máy ghi hình. Sau khi bị phóng viên phản ứng và không lấy được máy, người đàn ông to con này móc điện thoại gọi cho đồng bọn. Rất nhanh chóng, khi phóng viên lên xe rời đi khỏi mảnh vườn của người dân, thì Bi cho người của mình đem xe máy chặn ngay trước đầu xe, không cho phóng viên đi tiếp. Cùng lúc, Bi huy động thêm 10 người khác cùng chạy xe máy đến bao quanh chiếc xe của phóng viên. Chưa dừng lại, Bi còn gọi thêm 2 thanh niên khác lái một chiếc máy cày cỡ lớn đến chắn giữa đường như thế này, để cản trở không cho xe của phóng viên lăn bánh. Sau khi được tòa soạn và phóng viên địa bàn hỗ trợ, khoảng 30 phút bị 12 người bao vây, chặn xe giữa vườn tràm, phóng viên được công an xã Sơn Mỹ đến giải vây. Làm mấy hôm nay là chỉ lên hỗ trợ em rồi, là kiểm soát xe, không có tha ra thôi. Chết anh, tôi chỉ đừng tài xe tầm thôi, ông không nói cái chân xe được. Nhiều người dân ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân biết việc làm trái pháp luật của phụ và những người đào hút cát cho phụ. Thậm chí, nhiều mảnh vườn của người dân bỗng nhiên bị mất ranh, bị đào bới tan hoang nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị phụ đe dọa hành hung. Trong khi cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Thuận vào cuộc thì ngày ngày công trường cát tặc vẫn rầm rập khai thác. Cùng với đó, quốc lộ 55 nối hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục oằn mình đón những chuyến xe chở cát nặng hàng chục tấn chạy qua.